công cầm chừng, viện lý do thiếu thốn, đến hạn giao nhà nhưng chủ đầu tư vẫn trễ hẹn, không thực hiện theo cam kết và hợp đồng mua bán. Đó là những gì đang xảy ra tại dự án nhà ở xã hội Bright City, thôn Lai Xá, xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, Hà Nội, do công ty trách nhiệm hữu hạn Bánh Kẹo Thăng Long làm chủ đầu tư. Nhiều khách hàng mua căn hộ Bright City cho biết họ đã ký hợp đồng mua căn hộ với chủ đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn Bánh Kẹo Thăng Long và được cam kết sẽ giao nhà vào cuối năm 2017. Khách hàng mua nhà tại đây cũng được ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hà Nội tài trợ cho vay vốn theo gói tín dụng 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công dự án nhiều lần bị chậm tiến độ, chủ đầu tư chỉ thi công cầm chừng. Như trường hợp của tôi là tôi ký từ 2015, tháng 12/2015 thì đến nay đã được 2 năm. Và theo hợp đồng của tôi thì đến tháng 12/2017 là được nhận nhà. Nhưng hiện nay như các bạn đã biết là đến tháng 1/2018 thì vẫn chưa biết bao giờ được bàn giao nhà. Tôi rất là bức xúc. Như chúng tôi đã được vay 70% tiền và nộp cho chủ đầu tư. Ví dụ như căn hộ của tôi là 928 triệu thì đã nộp cho chủ đầu tư là 650 triệu. Và trong 650 triệu đấy chúng tôi là đi vay của ngân hàng và vay của bạn bè. Hiện nay như tôi trả lãi một tháng là hơn 4 triệu tiền lãi. Thì rất là khó khăn, vừa phải đi thuê nhà vừa phải trả tiền lãi ngân hàng. Còn em mua nhà từ năm 2015, cuối năm 2015 đến hiện tại bây giờ là cũng gần hơn 2 năm rồi. Và thì hiện tại là dự án đã đóng được 70% tiền. Thì hiện tại thì qua 2 năm thì bọn em vẫn phải vừa phải đi thuê nhà, vừa phải trả gốc và trả lãi ngân hàng. Thì hiện tại thì trả gốc và trả lãi cho ngân hàng lên đến 6-7 triệu một tháng. Và trong khi đó là vẫn phải gánh thêm tiền thuê nhà là 2 triệu rưỡi một tháng nữa, tiền ăn học của các con và tiền đi làm. Dự án AZ Thăng Long thì là dự án nhà ở xã hội và cư dân chúng tôi mua thì đều là các cán bộ công nhân viên chức và người thu nhập thấp, cho nên là cái nguồn thu nhập thì cũng rất là eo hẹp để mà chi trả cho cuộc sống. Cũng đã được sở xây dựng là duyệt cho vay để có thể mua cái ngôi nhà này. Thế nhưng mà qua 2 năm vừa rồi thì là chủ đầu tư rất là hứa hẹn nhiều lần, thế nhưng mà không thấy tiến triển của dự án. Đến thời điểm cuối năm 2017 vừa rồi thì chủ đầu tư đã dừng hẳn dự án và không xây nữa. Đến ngày 20 tháng 12 năm 2016, chủ đầu tư quyết định ra thông báo dừng thi công tòa A3. Lý do được đưa ra là thiếu vốn và yêu cầu các hộ mua nhà tại tòa A3 chuyển sang A1.1 và A2 để đảm bảo nguồn lực cho tiến độ của dự án. Với mong muốn được nhận nhà sớm, nhiều khách hàng đã đồng ý với phương án trên và được chuyển từ tòa A3 sang các căn hộ thuộc tòa A1.1. Vào thời điểm này, tòa A3 đã dừng hẳn thi công ở tầng thứ 17. Ba tòa còn lại gồm A1.1, A1.2, A2 mới hoàn thiện xong phần khung, chưa có tường bao và tường ngăn. Chủ đầu tư cam kết sẽ bàn giao nhà cho khách hàng vào cuối năm 2017. Thế nhưng, cam kết này có nguy cơ đổ vỡ bởi đến giữa tháng 9 năm 2017, công trình vẫn đang ngổn ngang, dự án chỉ mới đạt khoảng 60% khối lượng xây dựng. Nhiều khách hàng quá sốt ruột nên đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, chủ đầu tư chỉ cho một vài công nhân đến thi công cho có lệ, thi công theo kiểu trùm màn, đắp chiếu, triển miên. Theo giới thiệu ban đầu của chủ đầu tư, dự án có tổng số vốn lên tới 1.800 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự kiến khoảng 1.360 căn hộ theo tiêu chuẩn thiết kế sẽ được cung cấp cho thị trường nhà ở Hà Nội. Với những lời quảng cáo có cánh và viễn cảnh sáng sủa được chủ đầu tư vẽ ra, nhiều khách hàng đã quyết định xuống tiền mua căn hộ tại dự án này. Tuy nhiên, sau đó dự án chỉ triển khai cầm chừng, thậm chí nhiều năm nay chỉ dậm chân tại chỗ. Để giải cứu dự án, năm 2014, chủ đầu tư đã xin chuyển dự án này sang dự án nhà ở xã hội để được hưởng các ưu đãi, đặc biệt là tiếp cận với gói vay tín dụng 30.000 tỷ đồng. Ngày 14 tháng 2 năm 2014, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định đồng ý cho phép dự án chuyển từ thương mại sang làm nhà ở xã hội. Quy mô dự án gồm 4 tòa nhà cao 35 tầng, A11, A12, A2, A3. Tổng số căn hộ là 1.496 căn. Sau khi đi vào hoạt động cung cấp chỗ ở cho khoảng 4.500 cư dân, người có thu nhập thấp. Mục đích của việc chuyển đổi này là để tiếp cận với nguồn vốn tín dụng nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho dự án được triển khai nhanh hơn. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, dự án có nguy cơ tiếp tục lâm vào ngõ cụt.